hướng dẫn để các bạn có thể chuyển từ ngày sang thứ trên Excel. Thì chúng ta sẽ có một bảng kê bán hàng và sếp sẽ yêu cầu chúng ta là cái ngày mà chúng ta mua hàng là thuộc thứ nào trong tuần. Thì chúng ta sẽ dùng cái hàm test, chúng ta sẽ gõ txt và các bạn click vào cái ô ngày mà chúng ta cần là biết cái thứ trong tuần. Và tiếp theo chúng ta sẽ là mở ngoặc vuông, chúng ta sẽ dùng ship số đô la và sau đó các bạn trừ đi 42A để các bạn chuyển đổi về ngày của Việt Nam. Và sau đó các bạn là đóng ngoặc vuông và các bạn gõ thêm 4 số D đằng sau đuôi. Và như vậy là các bạn đã có thể biết được là thứ trong tuần đối với ngày mà chúng ta mua hàng, ví dụ 5 tháng 3 năm 2023 thì nó thuộc thứ ba, và những ngày khác thì chúng ta cũng có thể biết được chính xác cái ngày là bao nhiêu. Chúng ta click xuống là chúng ta sẽ có kết quả công thức. Và tương tự các cái sheet còn lại, nếu chúng ta muốn thì chúng ta cũng chỉ cần là insert và sau đó chúng ta sẽ copy cái nội dung mà thôi. Và như vậy là chúng ta đã có thể biết được chính xác là cái từ ngày chuyển sang thứ trong tuần, và để chúng ta có thể báo cáo lên cấp trên một cách bình thường và chỉ dùng một cái hàm, đó là hàm test.